Viêm âm đạo là một bệnh phụ khoa thường gặp ở nữ giới, chiếm 90% nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Bệnh không chỉ gây ngứa, ngáy khó chịu, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hàng ngày, còn có những người không may mắc phải mà còn có thể dẫn đến viêm cổ tử cung, gây vô sinh và vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân gây viêm âm đạo thường là do vi khuẩn, ký sinh trùng, virus, dị vật hay rối loạn cân bằng nội tiết sinh dục, trong đó nấm men Candida, nguyên nhân sinh động trong sinh động vật chích Hormonas vaginalis và tạp trùng là nguyên nhân thường gặp nhất, đặc biệt khi cơ thể dùng nhiều thuốc kháng sinh, mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm hệ thống miễn dịch, thụt rửa âm đạo nhiều lần, sử dụng cụ tránh thai cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây viêm âm đạo. Khi bị viêm âm đạo, chị em sẽ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu và có mùi hôi ở bộ phận sinh dục, đặc biệt là khi quan hệ tình dục thì có mùi càng nặng hơn, âm đạo tiết ra dịch khí hư có mùi rất khó chịu, màu không bình thường như vàng, trắng, đục trắng, xanh, đặc hoặc loãng tùy trường hợp. Khi tiêu chảy cảm thấy đau xót, thậm chí có xuất huyết nếu bị viêm nặng. Theo thống kê, viêm âm đạo là căn bệnh có khả năng mắc và tái phát cao nhất trong tất cả các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, chị em cũng không nên quá lo lắng vì căn bệnh này có thể được khống chế và tiêu diệt bằng các hết sức đơn giản dưới đây. 1. Dùng nước muối pha loãng, chỉ cần một nhúm muối nhỏ, tinh, sạch hoàn tan vào một chậu nước ấm theo tỷ lệ 0,9 rồi vệ sinh vùng kín hàng ngày. 2. Lá trầu không có tinh chất sát khuẩn chống viêm, chữa viêm âm đạo nhanh chóng mà an toàn. Đây là cách mà các bà, các mẹ sử dụng từ xa xưa để tự chữa và phòng ngừa các bệnh vùng kín. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần giã nát lá trầu không, vắt lấy nước cốt, pha loãng, dùng nước này rửa âm đạo hoặc đun lá trầu không, nên cho thêm vài hạt muối rồi vệ sinh vùng kín. Dùng lá trầu không thể rửa vùng kín một ngày hai lần liên tục trong 7 ngày, bệnh sẽ khỏi hẳn. Để ngừa viêm nhiễm, bạn nên duy trì cách vệ sinh vùng kín bằng lá trầu không một tuần 3 lần. Trong lá trầu không chứa nhiều chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng trị viêm, ngừa vi khuẩn xâm nhập và âm đạo gây bệnh. 2. Là ngải cứu. Ngoài tác dụng bồi bổ, lưu thông khí huyết, ngải cứu còn được biết đến là một trong những cây thuốc chữa bệnh viêm âm đạo cực hay. Dùng 20g lá ngải cứu khô đem đun sôi nhỏ lửa với 300ml nước, dùng hơi bốc lên từ nước này để xông vùng kín trong khoảng 15 phút. Sau đó nước nguội bớt thì dùng để rửa vùng kín 1 đến 2 lần trên ngày, làm liên tục trong vòng 5 ngày, bệnh sẽ thuyên giảm đáng kể. 3. Là lá ổi. Mọi người thường chỉ biết tác dụng ngừa đau bụng đi ngoài của lá ổi mà ít ai biết đến lá ổi này còn tác dụng chống viêm âm đạo hiệu quả. Cách dùng: lấy một ít lá ổi đun sôi với nước trong khoảng 30 phút rồi gạn bỏ bã, lấy nước rửa vùng kín 1 đến 2 lần trên ngày. 4. Lá trà xanh. Ngoài công dụng làm đẹp, chất oxy hóa tự nhiên trong lá trà xanh còn có tác dụng tốt trong việc sát khuẩn, làm khô và vệ sinh vùng kín hay vết thương. Tương tự như lá ổi, lá trầu không, chỉ cần đun lá trà xanh với nước rồi gạn bỏ, lấy bã, lấy nước để vệ sinh vùng kín hàng ngày, bạn sẽ thấy rõ hiệu quả ngay từ lần đầu tiên sử dụng. 5. Lá húng quế. Giống như lá ổi, lá húng quế có khả năng kháng khuẩn chống viêm hiệu quả, đặc biệt là khi sử dụng thường xuyên. Lấy một nắm lá húng quế sạch, giã nát rồi đun với khoảng 2 cốc nước, gạn bỏ bã, lấy phần nước này rửa vùng kín hàng ngày. 6. Giấm táo. Giấm táo đặc biệt có hiệu quả khi bị viêm nhiễm nấm men âm đạo. Đề phòng và chữa viêm âm đạo do nấm men, bạn chỉ cần thêm một chén giấm táo vào nước tắm hoặc pha loãng giấm táo rồi rửa vùng kín, áp dụng đều đặn trong một những cách trên, bệnh viêm âm đạo của chị em sẽ được điều trị nhanh chóng mà lại an toàn. Tuy nhiên, chị em nên lưu ý chỉ được rửa vùng ngoài vùng kín, tuyệt đối không thụt rửa sâu vào âm đạo vì sẽ làm viêm nhiễm nặng hơn. Các bạn sử dụng các biện pháp trên mà không khỏi thì hãy gọi ngay số điện thoại 01698 815628 để được tư vấn miễn phí. Các bạn thấy mẹo này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Để phòng và chữa viêm âm đạo do nấm men, bạn chỉ cần thêm một chén giấm táo vào nước tắm hoặc pha loãng giấm táo rồi rửa vùng kín, áp dụng đều đặn trong một những cách trên, bệnh viêm âm đạo của chị em sẽ được điều trị nhanh chóng mà lại an toàn. Tuy nhiên, chị em nên lưu ý chỉ được rửa vùng ngoài vùng kín, tuyệt đối không thụt rửa sâu vào âm đạo vì sẽ làm viêm nhiễm nặng hơn. Các bạn sử dụng các biện pháp trên mà không khỏi thì hãy gọi ngay số điện thoại 01698 815628 để được
tư vấn miễn phí. Các bạn thấy mẹo này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè, đó xin chân thành cảm ơn. Các bạn thấy mẹo này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè, đó xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.